mấy chục năm rồi mới dọn lại chiếc BS. Mấy chục năm rồi mới dọn lại chiếc BS. Chiếc xe này mà mình sơn không là hết đâu đó hai mấy triệu, anh em tin không? Không tin đúng không? Để tí nữa mình liệt kê thử coi sơn cái gì mà hai mấy triệu, mình cho anh em coi thử ha. Trước khi chủ xe đem lại là mình cũng đó có tư vấn rồi. Thí dụ mà cái xe này mà dạng như mà để cho nó mới ngoại hình ngoài mà cho nó tương đối mà để đi lại rồi nọ thôi á, thì mình không nhất thiết là mình đổ vô quá nhiều tiền cho nó. Còn mà xe này mà thuộc về xe kỷ niệm á thì mới đổ vô quá nhiều tiền cho nó. Cái này thì chỉ có đối với những anh em nào mà thuộc cái tiếp mà chơi xe mà gọi là hoài cổ á thì mới dọn lại. Nhưng mà thực tế cái con này cục máy, cái chất máy của nó cũng còn tương đối, nó cũng không đến nỗi mà nát lắm. Đối với những cái con BS, AMOC, SH, những cái con xe hệ đời cũ giống vậy nè, mấy bạn mua ngoài thị trường nó không có bao nhiêu tiền hết, nó lanh quanh đâu đó nó cũng khoảng tầm, nếu mà xe mà còn chạy ngon lành chành đào nó rơi vào khoảng tầm chỉ có 20 mấy 30 triệu là chạy là cũng ổn rồi. Mà mấy bạn mà kiếm xe ken thì ken á thì nó hơi mắc tí xíu. Nhưng mà khi một con xe nát mà các bạn dựng lên thành hình từ trong ra ngoài cho nó tương đối mà gọi là ổn áp á, mấy bạn cỡ hai mấy triệu là chuyện nó quá bình thường. Như cái con này, điển hình là như con này. Con này lúc mà đem vô thì dàn áo nó bể bát, nói chung là khá nhiều, nói chung là cũng rất là nát rồi. Là cái thứ nhất về phần dàn áo. Còn cái phần nhựa nhám ha, xin lỗi luôn, phần dàn nhám là bể hàng, gần như là bấy bá hết nguyên cái dàn nhựa nhám luôn. Dàn nhựa nhám này sơn lại cũng rất là nhiều lần và mình đã tẩy ra, thì mấy anh em biết rồi, cái dàn nhựa nhám zin của con này nó là màu đỏ chứ không phải nó là màu đen. Tẩy ra về hết xong xuôi hết rồi mình mới sơn lại, chứ mà để mà anh em mà mua full dàn nhựa nhám mới của con BS thì báo cái giá không là anh chủ xe anh té xỉu liền, kể cả dàn áo bóng luôn. Báo cái giá full dàn áo bóng nhám không mà chủ xe té xỉu liền, kể cả mấy phần chóa đèn. Chỉ có mấy anh em nào mua những cái đồ như SH, AMOC, đi lăng thì các bạn sẽ hiểu được. Xi nhan, chóa đèn được mọi thứ, mấy bạn mà muốn mà làm một cái con xe mà liền lạc mới ken xèo en thì xin lỗi luôn. Một con BS mà dựng thành hình từ máy móc, nồi niêu, son chảo cho tới cách nước mà nhìn từ trong ra ngoài nó như mới, như xe thùng. Từ dàn áo tới chó đèn, dàn nhám đồ hết luôn. Mấy bạn cầm 60 triệu là không thấm vô đâu hết các bạn. Chứ không phải đơn giản luôn. Giờ chỉ có giá trị nhất hiện tại bây giờ chỉ có là SHI là giá. Hiện tại là nó giá trị nhất. Thì con xe này hầu như là mình dọn từ trong ra ngoài theo cái mà gọi là cái gói chấp giá. Cái nào mình tận dụng đi được thì mình tận dụng. Như về cái phần dàn áo bóng nhám, dàn nhám là mình tẩy ra hết, sơn lại màu đen. Còn dàn áo bóng là mình... dàn áo bóng là mình sơn lại màu trắng. Nhưng mà đặc biệt cái này là mình không có dán tem nha anh em. Đây, khúc này là mình theo yêu cầu của anh chủ xe. Có nghĩa là mình sơn cái chữ BS với lại chữ 150i đen đỏ theo cái ý anh chủ xe, anh không có dán tem. Ở đây là có một cái cờ ý.
là sơn xanh trắng đỏ theo ý anh chủ xe luôn. Thì về cái phần sơn không thì full nhằn áo bóng nhám thì loanh quanh nó rơi vào đủ đó cũng khoảng tầm 7 triệu rồi. Với lại full cái dàn chân nữa, dàn chân thì mình là tất cả hầu như là sơn tĩnh điện hết mấy bạn. Đây, ở đây thì chúng ta có full dàn chân theo yêu cầu chủ xe là lên màu sporty á. Mâm là sơn đen bóng tĩnh điện, con cốc sơn đen bóng tĩnh điện, phuộc trước cũng sơn đen bóng tĩnh điện. Cặp tay thắng thì mình xi lại nhìn cho nó mới, bao tay cũng thay mới. Trên xe chỉ có đúng có phần cản sau là mình sơn hấp thôi, tại vì cái cản con này nó là cản bằng mũ nên mà anh em sơn không sơn tĩnh điện được. Phuộc sau thì phuộc cũ chủ xe đã quá tả rồi nên là cái này là mình thay lại cái phuộc của SH theo yêu cầu của chủ xe. Thì phuộc SH với lại phuộc VS đó thì cái giá nó cũng bằng nhau, nó không mắc hơn nhiều anh em. Cặp phuộc này thì lên quanh ở đâu đó, hồi bữa mình báo ảnh nhiều quên mất tiêu rồi, 1 triệu mấy hay là 2 triệu gì đó, mình cũng không nhớ rõ nữa. Cặp vỏ thì lúc mà ảnh đem lại cặp vỏ nó cũng tét luôn các bạn, tét là tới chỉa bầu trời luôn rồi. Mình thay cho anh cái cặp vỏ mắt xích, giá thành nó cũng tương đối thôi, nhưng mà đối với một con xe mấy bạn không có chạy touring hoặc là mấy bạn chỉ có thiên về mà gọi là ngon lành cành tàu mà đi tốc độ mà 80-90% là vô tư, thì mắt xích là một thương hiệu nó vừa túi tiền của anh em là một, với lại cái mẫu mã nó cũng ok. Mấy bạn thấy mấy cái xe nhỏ mắt xích không biết mấy bạn phân biệt sao, chứ riêng mình cảm thấy đi mắt xích nó cũng bám đường rất là ok, nhưng mà giá thành nó cũng khá rẻ. Còn về cái phần sườn hầu như là mấy bạn coi phần đầu clip á, mình có quay á, từ phần thùng xăng cho tới phần nắp xăng cho tới phần sườn với lại phần gấp với lại máy á, mấy bạn sẽ thấy nó ố vàng khè, nó đen thui hết rồi. Cách nước á, thì mấy cái đường nước đi thì nó mục, nó lủng. Cái đó mình gia cố mình hàn lại. Két nước cũng vậy, mình cũng đã gia cố mình hàn lại mọi thứ. Rồi cái bát bô này thì mình đang tận dụng là cái bát bô cũ, mình mài sọc bún bóng lại chứ không có mua mới. Thì với cái kinh phí chủ xe mà vừa làm nồi, vừa làm phần từ trong ra ngoài, vừa smart key mọi thứ, rồi bọc yên đồ đủ hết, thì mấy bạn với số tiền mà 20 triệu quay đầu thì để làm một con VS mà chuẩn chỉ tới cửa đó thì chắc không đủ. Anh em nào mà đã từng làm mấy bạn sẽ biết. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái lốc nồi bên đây là sẽ sơn màu bạc theo cái style của anh chủ xe ảnh yêu cầu. Full hết dàn chân sẽ là đen bóng, nhưng mà cái lốc nồi sẽ là sơn màu bạc. Này, đây, hiện trạng cái con xe. Còn cái đèn trước sau thì mình tận dụng lại là mình sử dụng vẫn là xi nhan với lại đèn trước sau, đèn cũ, nhưng mà nó quá vàng rồi. Nên là mình sơn một cái lớp khói đen để cho nó che đi cái lớp vàng đó đi. Chứ mà bây giờ mấy bạn mà mua full dàn đèn trước sau nữa, nó cũng té ra rất rất là nhiều tiền. Con heo này thì mình nói ảnh là sẽ có hai option để sơn nhìn cho nó nổi bật. Một là sơn màu đen bóng, còn hai là mình sẽ sơn màu đỏ để cho nó tiệp, với lại nó trên đây mình cũng có cái điểm nhấn giống như là xanh trắng đỏ trên đây nè, vô màu đỏ nó cũng hợp. Nhưng mà anh nói là thôi cứ sơn màu đen thì mình vẫn sơn màu đen. Còn cái dĩa trước này là mình mua dĩa new mình thải vô ha, tại vì cái dĩa cũ của ảnh là nó mòn tới chỉ rồi. Cái dĩa mới này nó loanh quanh nó khoảng tầm có 1 triệu mấy thôi, thải vô. Chứ còn cái dĩa kia nó mòn mỏng dánh luôn rồi, mà để mà mấy anh em mà mài mỏng nữa mà thải vô là thua. Cặp ti trước là mình thay. Cặp ti của chủ xe hồi trước là bị xước nhiều quá rồi. Cặp ti này mình thay chứ không phải làm thay nguyên cái set phục mới. Cái này mấy bạn phải cân đong đo đếm những cái nào mà cần thiết thì mình mới làm. Như cái bát này nè, là mình sẽ bắn cát nước cho nó về cái hiện trạng nhôm zin, chứ không có đem đi xi. Ở dưới đằng sau cũng vậy. Cái phần nguyên cục máy này mình tháo ra mình bắn cát nước mấy bạn. Bắn cát nước thì nó sẽ không có giống như bắn cát khô. Bắn cát nước thì nó sẽ về cái màu nhôm zin nó đẹp nhất và đi nó không có bị ố nhôm nha anh em. Rồi, còn bát biết ở trên xe hầu như là mình đã xi hết rồi. Cái ống này là ống zin đang theo xe nè, gắn. Rồi mấy cái phần ở trên đây các bạn sẽ thấy nguyên cái dàn sườn trên đây nè. Nhìn nó mới ken xe ben không? À, là mình đã sơn lại hết cái phần sườn. Cái này là mình đã rớt máy xuống, bắn cát nước full cục máy. Còn cái sườn là mình sơn tĩnh điện màu đen bóng, nhìn cho nó mới. Ở bên đây là phần gấp,
mình cũng bắn cát nước luôn nè. Ừ, nắp với lốc là bắn cát nước hết cho nó về cái hiện trạng nhôm sáng nhất. Đây cái phần sườn các bạn ơi, bên này thấy rõ nhất là không, đây à, rớt cục máy xuống sơn lại full cái sườn. Các bạn cứ tính đơn giản là chi phí mà tháo lắp mà để rớt cục máy một con BS xuống mà để sơn sườn từ trong ra ngoài á, thì nó khoảng tầm bao nhiêu rồi. Tùy theo mỗi người sẽ có một cái kinh phí khác nhau. Có những người người ta chơi xe hệ mà gọi là kỷ niệm á, có dư tiền thì không nói nữa, thả vô cỡ nào người ta cũng quất hết. Ví dụ dọn cái con xe 80 triệu người ta vẫn chơi, tại vì nói về kỷ niệm thì không có bao nhiêu tiền mà cho đủ, với điều kiện anh em nhiều tiền. Chứ còn như anh này thì mình làm trong cái gói mà tương đối khoảng tầm 20 triệu quay đầu mà làm rất là nhiều thứ. Như cái dàn công tắc này là mình cũng thay lại cái dàn công tắc mới, thả vô cho anh. Cùm thắng là mình cũng đã sơn rồi luôn ha. Chỉ có cái đồng hồ là mình không có thay thôi. Tại vì cái đồng hồ, cái nền ở trong á, nó cũng bị xuống màu rồi. Cái này đó là màu, hồi trước là màu xám đen, giờ là nó thành màu xám bạc luôn rồi. Mà rớ vô món nào các bạn cũng thay hết, thì anh chủ xe anh ngán tiền lắm, không có đủ kinh phí. Còn cái ổ khóa hồi trước của anh là anh đã bị hư rồi, nên là anh muốn là lên luôn cái chìa khóa smart key. Đây là chìa khóa smart key ha, đẩy vô một cái thì giống như những bộ thông thường thôi. Ổn chưa? Có khóa cổ bình thường anh em ha. Các bạn cộng thử giúp mình coi. Còn xe này thì nhớt, nhớt mình đang sử dụng là nhớt Liwi Moly. Nước mát mình cũng đang sử dụng là nước mát Liwi Moly. Còn mà để mà so sánh xe thùng với lại xe này á, thì làm sao mà được. Cái chất xe thùng nhìn nó bán hơn nhiều, và cái giá cả mà để mà dọn một con giống như vậy, một con BS mà như xe thùng á, mấy bạn sẽ, mấy bạn cầm 40-50 triệu là không có thấm tới đâu hết. Đừng nói chi những cái con này nó lanh quanh, nó rơi vào đâu đó khoảng tầm có 20 triệu mà mấy bạn làm rất là nhiều thứ, bao gồm thay vỏ, thay phuộc, thay dĩa, rồi hàng full dàn áo, tẩy hết dàn nhám, sơn full hết dàn áo bóng nhám, sơn sườn, bắn cát cục máy, rồi có làm hàng luôn két nước, thay nước, thay nhớt mát, rồi làm nồi. Nói chung là đủ thứ trên đời hết. Ừ. Hiện tại là cái con xe này là máy móc trong cái tình trạng là nó tương đối ổn đối với một cái con xe mà mười mấy, 20 năm anh em đi vẫn là ngon lành cành đào. Như cái này các bạn chạy hiện tại là cái máy giờ nó vẫn là im thinh thích rồi. Chủ yếu là mình chỉ có canh chỉnh rồi vệ sinh đồ cái phần máy thôi, còn phần nồi là mình làm lại hết, sơn phết đồ lại, dây điện thì mình sắp cho nó gọn lại thôi, chứ không có ấy. Còn cần mà đẹp đẽ nữa bắt buộc anh em phải mua nguyên cái dàn dây điện mới thì nó lại té thêm ra nhiều tiền ha. À, rồi ok, các bạn nào mà có nhu cầu mà sơn xe thì các bạn cứ alo cho mình, số điện thoại mình là 0903 678 978, gặp với The Ken. Bye bye, chào tạm biệt.